Dạ, chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của em Phúc. Hiện tại thì em Phúc đang có mặt tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh. Thì cái vị trí này nè, nó rất là gần với lại khu công nghiệp Hiệp Thạnh luôn. Từ đây mình đi thẳng ra cái trục, mình đi thẳng ra đây, ra ngoài đường lớn một xíu, quẹo phải là sẽ ra được ngay chỗ cái rìa quanh khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Và nó cũng gần với lại là cái tuyến tránh cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Sau này tuyến tránh mà cao tốc đã được hình thành thì về thành phố Hồ Chí Minh mình cách chỉ khoảng tầm 40 đến 45 phút di chuyển thôi. Diện tích cái lô đất ngày hôm nay của em Phúc muốn giới thiệu cho mọi người nha, nó lên đến là 250 mét vuông. Có nghĩa là cái diện tích đất của mình rất là rộng và có chiều ngang là 5 mét, dài đến từ 45 đến 50 mét lận cả nhà ha. Và trong đó thì thổ cư là nó có khoảng tầm 50 đến 100 mét vuông thổ cư tùy lô. Ở đây hiện tại em Phúc đang còn là 3 lô nha cả nhà. Rồi em Phúc xin phép quay camera sau lại để giới thiệu cho mọi người nhìn rõ hơn nha. Rồi đây nè cả nhà, khu đất của mình ở đây ha, cắm cọc cao rõ ràng mỗi lô. Đây, mỗi lô là ngang 5 mét, dài là khoảng tầm 40 đến 50 mét vuông. Đó, dài là 40 đến 50 mét và có cái diện tích là khoảng tầm 250 mét vuông đến 208 mét vuông nha. Và cái điều đặc biệt mà em Phúc muốn giới thiệu đến cho cả nhà là hôm nay em cái khu vực này nè, hiện tại là cái khu vực mà em Phúc bán cái giá nó rẻ nhất luôn trong những tất cả những cái lô đất mà em Phúc có. Hiện tại nếu như tính ra thì giá của nó chỉ đang khoảng tầm là 2 triệu 7 đến 3 triệu một mét vuông thôi cả nhà, là đã có thổ cư sẵn luôn, 50 đến 100 mét vuông thổ cư nè, mọi người thấy không? Đó, gió nè. Em Phúc nói nắng vậy thôi chứ thực ra gió rất là mát luôn, cái không khí ở đây, sinh khí ở đây cực kỳ tốt nha. Mọi người có thể thấy là đất nè, mặt tiền đường ở phía trước là mặt tiền đường 8 mét, ô tô, xe tải đồ tránh nhau thoải mái luôn ha. Hướng ở ngoài này nè, đi thẳng ra là mình sẽ ra được khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Rất là gần luôn, sau này khi mà khu công nghiệp hình thành nè, công nhân người ta đổ về thì cái nhu cầu an sinh xã hội của người ta rất là cao. Và thí dụ như mình mua ở đây với một cái diện tích đất lớn như thế này thì mình có thể là xây phòng trọ để cho công nhân thuê nè, hoặc là với cái mức giá cực kỳ rẻ như bây giờ thì mình mua để mình đầu tư. Sau này đất của mình lên giá mình có thể chốt lời. Và nếu như ai muốn về đây ở thì cũng rất là ok luôn. Nè, xung quanh nhà dân đã hiện hữu rồi, rất là mát mẻ luôn. Trời thì hơi nắng thôi nhưng mà không khí thì cực kỳ mát mẻ. Đó, mắc cái võng ngồi nói chuyện đung đưa, mát ơi là mát luôn. Rồi, lô đất này thì có những cái gì, tiềm năng gì? Thì thứ nhất là về cái mức giá thì khoảng nếu một cái lô như vậy là đến hơn 200 mét vuông mà với chỉ mức giá là khoảng tầm từ 750 đến 800 triệu thôi. Tính ra một mét vuông nó chỉ đang khoảng tầm 2 triệu 7 đến 3 triệu một mét vuông, là cái mức giá cực kỳ rẻ ở khu vực Gò Dầu luôn. Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh luôn nha cả nhà. Đất rất là bằng phẳng luôn. Mặt tiền đường nè. Rồi khu đất của mình nè, cực kỳ bằng phẳng đó. Bên em Phúc đã cắm cọc cắm ranh rõ ràng rồi. Diện tích là mỗi lô sẽ là ngang 5, dài là từ 40 tới 50, 50 mét vuông đến 100 mét vuông thổ cư mỗi lô nha. Đó, dài sâu vào bên trong nè. Đó, sổ sách thì sẵn sàng hết rồi, mọi người mua thì đi công chứng ngay sang tên. Rồi nếu như mà anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư một cái lô đất với cái tầm giá khoảng tầm từ 750 đến 800 triệu á thì cứ liên hệ với em Phúc để em Phúc hỗ trợ mọi người về sổ, về cái vấn đề là xem xét chi tiết về sổ sách, hoặc là xem coi là cái vị trí của đất mình như thế nào, hoặc là đi xem trực tiếp, cứ liên hệ em Phúc sẽ hỗ trợ cả nhà ha. Có thắc mắc gì mọi người cứ để ở dưới bên dưới phần bình luận để em Phúc có cơ hội được lắng nghe và chia sẻ với cả nhà nha. Đừng quên thả tim và follow theo kênh em Phúc để tìm được những cái lô đất, những cái căn nhà mà phù hợp với cái nhu cầu và của cả gia đình mình. Chúc cho cả nhà mình sẽ tìm được một cái sản phẩm phù hợp ha. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại nha.